Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với cựu nghị sĩ Trần Tấn Toan. Chúng tôi được tin rằng có một số các hội đoàn công giáo ở hải ngoại cũng như một số những người hoạt động về tôn giáo, một số các giáo dân hoạt động về lĩnh vực tôn giáo cũng như là tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam sẽ có ý định là tổ chức một cái đại hội chưa biết lấy tên là gì nhưng mà gần tương tự như đại hội Dân Chúa. Vậy thì xin nghị sĩ nghĩ sao về vấn đề cái ý kiến đó? Tôi cũng nghe tin như vậy và tôi rất thấy là hân hoan và ủng hộ cái công tác mà các hội đoàn và các anh chị em tín hữu Kitô giáo đang là muốn tổ chức một cuộc hội ngộ lớn lao của Dân Chúa ở hải ngoại để bày tỏ cái nỗi lòng mình đối với lại mọi vấn đề của xã hội hiện nay, nhất là vấn đề của giáo hội Việt Nam. Tôi rất là hân hoan và ủng hộ. Dạ thưa nghị sĩ, chúng tôi được biết rằng thì là một cái điều mà không ai có thể phủ nhận được, tức là nó có một cái sự lấn cấn trong cái Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là Giáo hội Công giáo Việt Nam, bởi vì đã bị Cộng sản xen lấn vào và gây ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt cho cái việc xem việc đời và việc đạo rất nhiều. Thì nghị sĩ nghĩ sao về vấn đề đó? Tôi cũng lấy làm buồn rằng thì trong các tin tức mà tôi nghe được về đại hội giáo dân ở Việt Nam đó, thì ban tổ chức lại loại bỏ dòng Chúa Cứu Thế và dòng Đồng Công ra ngoài. Đó là cái điều làm cho tôi rất kinh ngạc và rất là buồn, là bởi vì điều đó chứng tỏ rằng thì là có một cái sự gì như là anh Ngô Đình Vận vừa nói đó, một sự lấn cấn gì trong vấn đề tổ chức. Và tôi ước ao rằng thì là điều đó đừng xảy ra, bởi vì khi đã nói Dân Chúa thì tất cả những người nào mà đã được nhận phép sửa tội và đã tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của mình thì đều là Dân Chúa cả. Và tại sao những các người đã hiến thân cho Chúa như là các dòng tu mà lại bị loại ra, thì tôi điều đó tôi không hiểu. Và điều đó cũng làm cho tôi và rất nhiều anh chị em giáo dân ở hải ngoại thắc mắc, nhưng mà chưa có lời giải đáp. Vâng. Thưa nghị sĩ, về cái vấn đề mà Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyệt đối im lặng qua các cái vụ mà bị giáo dân bị đàn áp rồi bị đánh đập, và có khi giáo dân bị đánh đến chết, do công an đánh đến chết, rồi thánh giá ở Đồng Chiêm bị xúc phạm, mà Hội đồng Giám mục Việt Nam hoàn toàn im lặng. Trong khi đó các anh em trẻ giáo dân Thái Hà, rồi các anh em trẻ ở giáo phận Vinh, ở giáo phận Thanh Hóa đều lên tiếng, thì nghị sĩ nghĩ là đã đến lúc mà giáo dân cần lên tiếng hay chưa? Giáo dân ở hải ngoại. Thực ra thì giáo dân ở trong nước cũng như giáo dân ở hải ngoại đã lên tiếng về những các cái vụ đau thương đó đối với anh em mình. Tôi có đọc ở trên chương trình của Văn hóa Nhân bản, thì tôi thấy những tài liệu về vụ Cồn Dầu, nhất là về cái chết của anh Nguyễn Thành Năm gì đó, thì rất là đau thương. Và mỗi một lần ngồi suy nghĩ và tưởng tượng ra những các cái hình ảnh đó ở trong đầu thì cũng thấy lòng mình xót xa và tan nát. Nhưng mà tại sao mà các vị giám mục cũng như là các linh mục hay là giáo hội Việt Nam, hoặc là mà giáo hội Việt Nam mà hội đồng giám mục là đại diện lại không lên tiếng, thì điều đó tôi không hiểu được. Tôi nghĩ rằng thì là nếu mà mình vì bị bạo quyền cộng sản đàn áp mà không binh vực con cháu mình được, thì mình cũng phải lên tiếng cho rằng thì giết người như thế là dã man. Thế nhưng mà các ngài không có một tiếng nào nói cả, thì đó là không phải là chỉ là cái ưu tư riêng của tôi mà còn là cái ưu tư của tất cả những người đã biết đến vấn đề và đang thao thức về vấn đề. Và chúng tôi rất ước mong rằng thì Chúa Thánh Thần sẽ mở một đường lối để cho
Hội đồng Giám mục Việt Nam có một số giám mục mới đó, thì các ngài sẽ đưa vào cái Hội đồng Giám mục một cái làn không khí mới tốt lành và dũng cảm để phục vụ Chúa và yêu thương con trên của mình. Tôi không thể tưởng tượng lên rằng một chủ trên mà thấy con trên của mình bị đổ máu ra đấy, bị đóng cây qua tai, bị nhét cỏ với bùn vào miệng rồi về chết thảm thương mà im lặng được. Tôi không nghĩ rằng thì có thể có mục tử như vậy. Một con chiên bị mắc một bụi gai mà Chúa còn đến để cứu nó ra, thì huống hồ là một con chiên bị thương nặng như vậy, thì tôi không hiểu tại sao sự im lặng đó. Thì con tôi nghĩ rằng cả thế giới đều không hiểu, chứ không phải là chỉ riêng mình tôi không hiểu. Thưa nghị sĩ, về cái hiện tượng mà các giới trẻ ở trong nước bây giờ họ đã lên tiếng và họ phải lén lút để mà lên tiếng trong cái việc yêu nước, ví dụ như họ phải viết những cái khẩu hiệu như là tắt như là Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam rồi, và họ bị bắt và họ đã lên tiếng, họ đã can đảm lên tiếng khi mà Tổ quốc lâm nguy, mà nhà nước thì lại bắt họ, và còn nhà nước còn không dám nói đến Trung Cộng mà chỉ nói là nước lạ, tàu lạ. Thì nghị sĩ nghĩ sao về cái sự khổ tâm của giới trẻ Việt Nam? Thì tôi cũng đã từng là giới trẻ và tôi cũng đã từng làm giới trẻ chống cộng, cho nên tôi rất là thông cảm với cái giới trẻ đã sinh ra sau năm 1975 hoặc là đã sinh ra trước đó một thời gian quá ngắn để có thể nhìn thấy cái những biến chuyển của đất nước mình. Thế nhưng mà tôi cũng tin ở giới trẻ, bởi vì thế giới là ở trong cái khả năng của giới trẻ. Họ làm cho thế giới tốt thì họ hưởng một thế giới tốt, mà họ không chiến đấu cho một cái thế giới tốt thì họ sẽ hưởng một thế giới xấu. Những tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đã không còn bị bưng bít như trước nữa, mà họ đã vùng lên. Và tôi tin rằng thì chỉ trong một tương lai gần thôi, thì tuổi trẻ sẽ làm được những việc lớn ở quê hương và sẽ làm cho cái đất nước Việt Nam tốt lành của mình sẽ trở lại với các lịch sử, những trang lịch sử tốt đẹp, không có tối tăm như hiện giờ. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn cuộc phỏng vấn mà nghị đã dành cho chúng tôi. Cảm ơn anh Ngô Đình Vận và anh Lại Minh Thuận.